Quý cô bác và anh chị thân mến, Minh được Tử Vi thật là vui mừng khi được gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp mới nhất trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lần đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, những người làm chương trình xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị sức khỏe, hạnh phúc, bình an, gặp dự hóa lành, gặp hung hóa cát, làm gì cũng hanh thông, thuận lợi, buôn may bán đắp, làm một được mười, vận may liên tục kéo đến, phúc lộc đề đa, giàu sang viên mãn tới già. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi muốn gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Tiên tri chấn động chính xác 100%, tuổi Tân Dậu sinh năm 1981, được lộc bề trên, may mắn ngập trời, trúng số liên tiếp, ôm tiền tỷ về nhà, đổi đời cực giàu có, đón Tết 2025 âm lịch, giàu sang nhất họ. Không còn vận hạn tai ương, thiên thời thuận lý cửu trường khai quang, bốn bề hoạn nạn thênh thang, quý nhân tương trợ soi đường vận may, tứ phương lộc ở nơi này, đôi đường dẫn lối vận may tốt lành. Hoan hỷ chào mừng quý anh chị đã đến và đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay. Chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công thật nhiều trong cuộc sống của mình. Quý vị thân mến, sinh mệnh vốn dĩ đã đầy sự nuối tiếc, vậy sao chúng ta không gieo xuống những hạt giống của hạnh phúc trong nghịch cảnh? Mỗi buổi sớm tinh khôi Tân Dậu sẽ mỉm cười đón ánh bình minh, khi hoàng hôn buông xuống lại thưởng thức sự mỹ lệ dưới ánh chiều tà. Bản mệnh Tân Dậu hãy dành cho mình khoảng thời gian để thư giãn, dù cho bao bộn bề và những gánh nặng thử thách đang chờ đón Tân Dậu phía trước. Minh Đường Tử Vi biết rằng, anh chị tuổi Tân Dậu đã phải tìm đến video này, hẳn là cuộc sống của Tân Dậu không được dễ dàng là mấy. Tân Dậu thân mến, người hạnh phúc nhất chắc hẳn không phải là người có nhiều thứ, mà là người vẫn mỉm cười ngay cả khi trong tay không có thứ gì. Bởi vậy Tân Dậu hãy luôn cảm thấy biết ơn, ngay khi cuộc sống này có gửi đến cuộc đời Tân Dậu những điều bất như ý anh chị nhé, vì cuộc sống này vốn không hoàn mỹ. Bản mệnh Tân Dậu hãy giang tay đón nhận tất cả những gì mà Tân Dậu đang có, dù thuận lợi hay khó khăn, cũng đều là an bài tốt nhất của cuộc đời. Bởi vì dù muốn hay không muốn, nó vẫn xảy đến với cuộc đời Tân Dậu, vậy nên hãy luôn suy nghĩ tích cực và kiên cường bước tiếp anh chị Tân Dậu nhé. Nếu có thể nghĩ được như vậy, anh chị dẫu có gặp nghịch cảnh thì con tim vẫn biết gieo vui, trong cuộc đời đâu thể 10 phân vẹn 10. Nếu tâm của Tân Dậu thay đổi, thì thái độ của Tân Dậu cũng sẽ thay đổi theo, thái độ thay đổi thì thói quen sẽ thay đổi. Và khi thói quen thay đổi thì tính cách của Tân Dậu sẽ thay đổi, tính cách thay đổi thì cuối cùng cuộc đời của Tân Dậu chắc chắn sẽ bước sang trang mới. Anh chị Tân Dậu thân mến, người hạnh phúc không phải là người luôn thuận buồm xuôi gió, mà là người luôn kiên cường biết giang tay đón nhận ngay cả đứng giữa bão táp phong ba. Khi có thể giang tay đón nhận nghịch cảnh, anh chị sẽ có thể mỉm cười trong bất cứ hoàn cảnh nào. Khi ấy bản mệnh Tân Dậu có thể thả lòng thưởng thức trăm hoa đang trúng chím sắc xuân, tần ngần ngắm những cánh sen đang bàn bạc tả tơi của mùa hạ, đắm đuối trong sự đa tình và lãng mạn của mùa thu, hay hòa tan trong sự nồng hậu và bao dung khi đông về. Tới nay Minh Đường Tử Vi mới thấu hiểu một đạo lý đơn giản rằng, sinh mệnh vốn dĩ đã đầy sự nuối tiếc, vì nuối tiếc mới trở nên mỹ lệ. Nhưng hiểu cách trân quý mọi nghịch cảnh, đón nhận mọi khó khăn, chúng ta sẽ có được cội nguồn vĩnh viễn của hạnh phúc. Minh Đường Tử Vi luôn ở đây để giúp đỡ và lắng nghe những câu chuyện của anh chị. Quý vị hãy đăng ký kênh và bình luận bên dưới video để gửi đến đội ngũ biên tập video một chút động lực, giúp đời giúp người anh chị nhé. Và ngay bây giờ không để anh chị phải chờ lâu thêm nữa, Minh Đường Tử Vi sẽ đi vào nội dung chi tiết, xin quý mời anh chị cùng theo dõi. Trước tiên hãy cùng tìm hiểu tổng quan tính cách, vận mệnh cuộc đời người tuổi Tân Dậu sinh năm 1981. Con gà tượng trưng cho sự tự tin, kiêu ngạo và tích cực, những người tuổi Dậu là người sôi nổi và có vẻ bề ngoài loè loẹt, tuy nhiên họ cũng là người trung thành, đáng tin cậy, với tính cách trung thực và thẳng thắn. Những người tuổi Dậu thường là những người cứng rắn, kiên cường, ý chí mạnh mẽ, họ cũng là những người khá nóng nảy và không đủ kiên trì với những ai không theo kịp nhịp độ của họ.
do họ quá thật thà thẳng thắn, đôi khi họ không để ý đến cảm giác của người khác, dễ làm tổn thương người khác. Thực tế, những người tuổi Dậu lại là những người rất phức tạp và có đôi chút phù phiếm. Đặc biệt, họ là những người dí dỏm, tràn trề sức sống. Những người tuổi Dậu thường có xu hướng tỉ mỉ, chi tiết và cầu toàn, họ cũng có thể là những nhà quản lý giỏi. Đối với những người cầm tinh con gà, vị trí của họ trong cộng đồng là hết sức quan trọng. Vì thế họ sẵn sàng bỏ thời gian và công sức để tiến thân theo cách của mình, chậm rãi mà có phương pháp. Họ thích sự phô trương, thích những nơi sang trọng lộng lẫy và những dịp lớn khi họ có thể mặc những bộ cánh sang trọng và thời thượng nhất của mình. Nhưng sự đam mê thật sự của họ là hòa mình với thiên nhiên. Những người tuổi Dậu thường rất hãnh diện về gia đình của mình và họ là những người quản lý gia đình rất hiệu quả. Họ thích sự ngăn nắp gọn gàng, nhà cửa lúc nào cũng phải tươm tất. Đối với họ, sự sạch sẽ vệ sinh luôn được đặt ở vị trí hàng đầu. Họ thuộc tuýp người ưa chuộng truyền thống. Những người này thường thích trang trí đồ gỗ nội thất trong nhà. Trong số những người cầm tinh con gà, có nhân vật là đại biểu với tính cách giàu ảo tưởng, hành động vì trượng nghĩa. Ông ta tự cho mình là anh hùng không hề biết sợ, sẽ làm thay đổi thế giới. Thật ra, đặc trưng của người tuổi Dậu có bề ngoài là người cấp tiến, tự cho mình là tài giỏi, nhưng trong lòng lại rất bảo thủ, cố chấp. Họ là người ưa tranh luận mà bất chấp người khác có cảm giác thế nào, họ luôn cho rằng mình đúng và không thừa nhận bất kỳ một khuyết điểm nào. Người tuổi Dậu thích được người ta khen ngợi, khoa trương, khi bị một ai đó phê bình, họ sẽ dùng đủ mọi cách phản bác, không thừa nhận sai lầm của mình. Song dù như thế nào thì mọi người vẫn yêu mến họ, bởi tính cần cù chịu khó. Trong lĩnh vực kinh tế họ là nhà quản lý có tài, họ biết làm sao để cân đối các khoản thu chi một cách đúng đắn nhất. Tính cách của người tuổi Dậu cơ bản được phân thành hai loại. Một loại thích nói chuyện phiếm hay nói lung tung, tính cách sôi nổi, còn loại kia là những người giỏi quan sát, biết đoán ý người khác qua lời nói, sắc mặt. Hai nhóm người này rất khó sống với nhau. Người tuổi Dậu có không ít những phẩm chất tốt để bù đắp những khiếm khuyết của bản thân. Họ rất tinh nhanh, năng nổ, khả năng tổ chức cao, nghiêm túc, chăm chỉ, thẳng thắn, biết cách giải quyết khó khăn. Họ dám đứng ra vạch trần những hành vi xấu xa, nghiêm khắc phê bình người khác. Cùng đi với những ưu điểm này là khuyết điểm thích tranh cãi, luôn muốn khoe khoang những kiến thức uyên bác của mình, không hề quan tâm đến cảm giác của người khác. Nhưng một khi gặp thất bại họ cũng không sa sút tinh thần. Phương pháp của họ là nói quan điểm của mình cho từng người một để mọi người tin họ, đứng về phía họ. Người tuổi Dậu cầu toàn, luôn mưu cầu sự tận thiện, tận mỹ. Họ khá nhạy cảm với những vấn đề có tính lý luận. Khi xử lý giải quyết một vấn đề họ luôn hành động theo một khuôn khổ định sẵn. Cũng chính vì thế mà khi gặp bất kỳ một điều gì ngoài dự tính họ đều lúng túng, thậm chí không thể xử lý được. Tuy nhiên, họ là người tài giỏi, chịu khó, có năng lực tổ chức cao, thẳng thắn, trung thực, làm việc dứt khoát, quyết đoán. Người sinh năm Dậu có tướng mạo thu hút người khác, đặc biệt là nam giới khôi ngô tuấn tú, mạnh mẽ kiên cường. Họ cũng rất tự hào về tướng mạo của bản thân muốn thể hiện mình. Mọi người không thể thấy được sự lười biếng của họ, vì họ thường có vẻ ngoài được tôn kính, đoan trang, đàng hoàng. Cho dù trong số họ có ai là người thạnh thùng nhất thì trước mặt mọi người người đó vẫn tỏ ra là tháo vát, nhanh nhẹn, thể hiện hết khí chất tính cách của mình. Người sinh năm Dậu là những diễn viên tuyệt vời, họ thường là nhân vật trung tâm trong mọi hoạt động, thường là vẻ đẹp lấp lánh thu hút mọi người, tính cách của họ sẽ để lại ấn tượng sâu sắc cho người khác. Mỗi một cử chỉ hành động đều được mọi người chú ý, họ mang tâm tư vui vẻ, cử chỉ tính cách nhạy bén, thường không bỏ bất cứ một cơ hội nào để đưa bản thân vượt qua nguy hiểm và đạt thành công. Họ có tài năng diễn xuất và khả năng viết lách, họ có thể tranh luận bất cứ vấn đề nào và bất cứ lúc nào. Nếu bạn muốn tranh luận với họ về một vấn đề nào đó, thì bạn rất dễ gặp thất bại. Khi người tuổi Dậu rơi vào trạng thái tiêu cực, họ sẽ nghĩ ra mọi cách để giữ nguyên ý mình, vì họ tin mình là đúng, chỉ công nhận ưu điểm của bản thân. Thế nhưng nếu chúng ta phân tích kỹ một chút nội tâm của họ, thì sẽ phát hiện ra mục đích mà họ làm như vậy chỉ là muốn xác định giá trị của họ. Cho nên họ không muốn nhận thức chân thật về bản thân, cũng không nên khoe khoang, khoa trương với họ mà gặp bất lợi. Nếu người tuổi Dậu sinh đúng vào lúc tảng sáng hay hoàng hôn, thì họ sẽ có đặc điểm nói dài, càng không may là những người này thường thổi phồng, khuếch trương lời nói của họ, không hề nhận ra sai lầm, không có một đề tài nào mà họ đưa ra mang ý nghĩa đứng đắn. Người tuổi Dậu sinh vào ban đêm thì hoàn toàn ngược lại, họ cực kỳ nghiêm túc, không giỏi giao tiếp, lãnh đạm với mọi người giống như một con mọt sách, thậm chí tính tình hơi lập dị khó đoán trước. Tuổi Dậu là những người sống theo nguyên tắc kỷ luật và có khuôn mẫu nhất định. Khi làm việc họ thường sa vào những lối mòn cũ kỹ, thiếu đi sự mới mẻ sáng tạo. Tuy nhiên, sự cần cù, chịu thương chịu khó của những người tuổi Dậu đã giúp họ xây dựng lên một sự nghiệp vững chắc, ổn định mà không phải ai cũng có thể đạt được.
Những người này khá chăm chút vẻ bề ngoài, vì vậy họ sẵn sàng chi trả một khoản tiền lớn để làm đẹp, mua sắm. Tuổi Dậu sẽ không bao giờ trưng diện những món đồ tầm thường kém độc đáo. Khi xuất hiện trước đám đông, họ phải thật nổi bật với những bộ trang phục lộng lẫy, hợp mốt và không đụng với bất kỳ ai. Nếu làm việc với những người tuổi Dậu, bạn sẽ thấy rằng họ thật tỉ mỉ, cẩn thận và cầu toàn. Đôi khi tuổi Dậu mất thời gian vào những vấn đề không cần thiết. Dù bạn có cố khuyên nhủ, họ cũng sẽ bỏ ngoài tai và tiếp tục duy trì phong thái làm việc ung dung của mình. Những người phụ nữ tuổi Dậu được mệnh danh là con người của thời đại. Họ không chỉ đảm đang, tháo vác việc nhà, mà còn có thể độc lập xây dựng kinh tế cho mình. Sự mạnh mẽ, giỏi giang, uy quyền của họ khiến cho nhiều người phải ngưỡng mộ. Bạn sẽ ít khi thấy tuổi Dậu có rảnh rỗi, bởi đa số họ dành thời gian để phát triển công việc và bản thân mình. Sự chăm chỉ ở tuổi trẻ sẽ mang lại cho họ một tương lai tươi sáng, sung sướng và giàu sang. Tuy nhiên, đôi lúc tuổi Dậu chủ quan làm việc quá sức, bởi vậy họ hay gặp phải những biến cố về sức khỏe. Người tuổi Dậu không quá quan tâm đến tiền bạc và là mẫu người có tinh thần tự lập cao. Họ luôn biết trân trọng những gì đã đạt được và biết vượt qua khó khăn trong cuộc sống để vươn lên. Tính cách này có thể mang đến cho họ sự phù hợp khi bước chân vào lĩnh vực chính trị. Bên cạnh đó, họ còn là người có tư duy nhạy bén và lòng dũng cảm. Nếu hoạt động ở lĩnh vực an ninh, quân đội, họ sẽ mau chóng được đề bạt lên chức vụ cao. Ngoài ra, người tuổi Dậu còn có thể lực tốt, sức khỏe dẻo dai, ưa thích các hoạt động thể thao. Nếu trở thành vận động viên cũng rất phù hợp với họ, khả năng thuyết phục tốt, tài tạo lập quan hệ. Người cầm tinh con gà hoàn toàn có thể đảm đương công việc ngoại giao. Đó là lĩnh vực mà họ nên thử sức mình nếu muốn trở nên nổi tiếng và có cơ hội làm giàu. Người tuổi Dậu còn rất khéo tay, tỉ mỉ, cẩn thận và cần mẫn, đặc biệt là nữ giới. Do vậy, họ cũng nên tìm đến những công việc như liên quan đến hóa trang, may mặc hay lĩnh vực giải trí. Doanh nhân tuổi Dậu tài giỏi, có năng lực tổ chức và lãnh đạo. Đa số doanh nhân tuổi Dậu là người khá cầu toàn. Do đó họ luôn đặt ra yêu cầu cao đối với bản thân cũng như với người xung quanh. Thế nhưng họ thường hành động theo một khuôn thức định sẵn trong tư duy. Khi giải quyết một vấn đề nào đó, vì tính cách cứng nhắc này, khi gặp những vấn đề mới ngoài dự kiến, họ đều lúng túng, thậm chí không xử lý được. Tuy nhiên, nếu biết linh hoạt mềm dẻo khi nhìn nhận và giải quyết vấn đề thì công việc của họ sẽ tiến triển thuận lợi hơn. Tận tụy, tích cực và chăm chỉ làm việc là hai đặc điểm của người tuổi Dậu giúp họ thành công trong sự nghiệp. Họ cũng có xu hướng đặt sự nghiệp làm mục tiêu hàng đầu trong cuộc đời. Có thể nói, cuộc đời của người tuổi Dậu gặp phải khá nhiều khó khăn, trắc trở vào những thời điểm quyết định. Nếu xử lý công việc không tốt, họ sẽ gặp phải nhiều khó khăn, thất bại trên con đường sự nghiệp. Họ không phải là những người luôn có cuộc sống sung túc, nhưng cũng không đến mức nghèo khổ, chật vật. Tuy gia cảnh từ nhỏ có thể gặp nhiều khó khăn hơn người khác, nhưng với ý chí kiên cường chắc chắn họ sẽ vượt qua. Nếu biết nhìn nhận thực tế và luôn giữ vững tinh thần lạc quan, không chạy theo hư vinh, thì cơ hội thành công dành cho họ sẽ rất lớn. Với óc sáng tạo, tầm nhìn xa trông rộng, biết định hướng cho tương lai, thái độ làm việc nhiệt tình chu đáo, người tuổi Dậu luôn đi trước người khác một bước trong mọi việc. Cũng chính vì những ưu điểm đó mà tuy có tài nghệ thuật, âm nhạc, văn học, nhưng rất ít người tuổi Dậu hứng thú khi theo đuổi những ngành nghề này. Ngay từ nhỏ, người tuổi Dậu đã có nhiều ước vọng lớn lao, họ sống có lý tưởng cao đẹp, nên họ thường được rất nhiều người yêu mến, giúp đỡ, tạo cơ hội tốt để phát triển sự nghiệp, là những người thiên về tính thực tế, logic, rõ ràng, không ủy mị hay dễ xúc động, vì thế họ rất thích hợp với những ngành nghiên cứu. Thống kê, họ là những người rất giỏi và tài năng trong những việc như kế toán, quản lý tiền bạc, tài chính, họ còn là những người có khả năng tổ chức cao. Về cuộc đời, sinh Tân Dậu thông minh, hiếu nghĩa, hiếu học, biết phân biệt phải trái, nhưng sống cô lập, duyên phận nhạt nhẽo với anh em, không đông con, thời trẻ vận khí tốt đẹp, trung niên không hay, vãn niên lại có phúc phận, có thể phú quý. Có thuyết cho rằng, người Dậu suốt đời có tài lộc, nhưng có bệnh mãn tính phải chú ý dưỡng sinh, nên làm việc từ thiện thì trường thọ. Theo tình hình thông thường, trong lịch trình sinh mệnh của người tuổi Dậu, từ thời niên thiếu đến khi về già đều xuất hiện sóng gió rất lớn và sẽ có sự lên cao, xuống thấp rất rõ. Đương nhiên những sóng gió và khó khăn này thường không ảnh hưởng lớn đến bạn lắm, nhưng vào những lúc gấp rút mà bạn xử lý không đúng, thì sẽ làm hỏng một số cơ hội rất tốt hoặc để lại cho bạn bản thân những phiền muộn lớn, thậm chí còn làm cho mình ngã không đứng dậy được, hối hận đến suốt đời. Thời niên thiếu cuộc sống của bạn không được bằng phẳng lắm, có thể bạn vừa vươn lên được bằng người thì đã đứng trước biết bao khó khăn, hoàn cảnh gia đình không giàu có gì. Để sinh sống, bố mẹ bạn phải đi xa để làm ăn và không thể chăm sóc bạn đầy đủ, bạn lúc no, lúc đói, phải dựa vào sự giúp đỡ của những người tốt bụng để lớn lên.
nhưng nói chung, vận số của bạn không hoàn toàn xấu, mặc dù bạn cả đời vất vả, nhưng kết quả lại không tầm thường. Chỉ cần bạn chú ý thật nhiều vào việc thực hiện mọi việc, không nên quá theo đuổi những điều huyễn hoặc, thì cơ hội thành công sẽ rất lớn. Về phương diện tài vận, với tính cách đặc hữu của người tuổi Dậu, sẽ giúp bạn biến hy vọng nhỏ thành rất lớn, và với lý tưởng cao cả đó, cả đời bạn sẽ có tài vận rất tốt. Mỗi khi bạn cảm thấy túi cạn tiền là tự nhiên sẽ có con đường thu nhập khác giúp bạn giải quyết được mọi vấn đề. Bạn không giỏi việc chèn ép người khác để kiếm tiền cho có thu nhập ổn định. Hy vọng sau này có thể tự lập nghiệp. Vì thế, tuy bạn có chuyên tâm vào công việc mà bạn yêu thích, nhưng rất khó tránh khỏi thu nhập thấp làm bạn cảm thấy đau khổ. Nhưng nhìn về lâu dài thì tài vận của bạn khá tốt. Ngoài ra, bạn có tính xa xỉ bẩm sinh, rất muốn có những đồ vật quý hiếm, nên thường không tiếc tiền bỏ ra số tiền lớn để mua. Vì thế việc chi tiêu thường vượt quá mức thu nhập, hơn nữa, cùng với việc thu nhập tăng cao thì số tiền chi tiêu cũng tăng cao. Nếu bạn muốn để dành tiền, chi bằng hãy dùng tiền để mua cổ phiếu, chứng khoán, bất động sản hoặc món hàng nghệ thuật. Đó là phương pháp vận dụng để giữ tài sản tốt nhất dù gặp nhiều khó khăn. Nhưng tuổi Dậu là những người có ý chí, quyết tâm vững vàng, họ không bao giờ bị khuất phục trước bất kỳ điều gì, càng về sau tài lộc càng dồi dào, không lo thiếu thốn về tài chính. Tuổi Tân Dậu là những người độc lập, luôn tự mình giải quyết công việc, không ỷ lại dựa dẫm vào người khác. Họ giỏi trong việc kiếm tiền và cũng không ngần ngại chi tiêu chúng. Thậm chí tuổi Dậu còn chi tiêu một cách hoang phí, chả bao giờ những người này tiết kiệm được tiền của. Bởi vậy dù tài chính rất mạnh, nhưng tuổi Dậu vẫn thường xuyên trong tình trạng rỗng túi. Tổng quan tử vi năm 2025, người tuổi Tân Dậu, sinh năm 1981. Bản mệnh sinh từ ngày mùng 5 tháng 2 năm 1981 đến ngày 24 tháng 1 năm 1982, dương lịch, thuộc tuổi Tân Dậu, cầm tinh con gà. Thiên can Tân kết hợp với địa chi Dậu, mang ý nghĩa long tàng chi kê, gà trong lồng, tuổi 1981, mệnh mộc, thạch lựu mộc, gỗ cây lựu đá. Xét theo thuyết ngũ hành, mệnh mộc của nam Tân Dậu 1981 tương sinh với mệnh hỏa của năm Ất Tỵ 2025. Thiên can Tân tương khắc với thiên can Ất, địa chi Dậu tam hợp với địa chi Tỵ, như vậy là rất tốt. Năm 2025, tử vi của nam nữ mạng Tân Dậu có hợp, có xung, nhiều cơ hội nhưng cũng có thử thách. Điều quan trọng nhất là mệnh chủ phải giữ vững tâm thế bình thản. Thắng không kiêu, bại không nản thì mới có thể đưa ra quyết định sáng suốt nhất trong mọi tình huống. Những gian truân trong cuộc sống là thử thách đối với bản lĩnh và lòng quyết tâm của anh chị tuổi Tân Dậu. Một khi vượt qua được giai đoạn khó khăn, mệnh chủ sẽ gặt hái được thành quả ngọt ngào, sự nghiệp càng thêm vững vàng. 1. Sao chiếu mệnh. Vận mệnh của nam mạng tuổi Tân Dậu năm 2025 được sao Mộc Đức phù trợ. Trong hệ thống cửu diệu, Mộc Đức là phúc lộc tinh, chủ về sự nghiệp viên mãn, tài lộc sung túc. Nhìn chung người được sao Mộc Đức chiếu mệnh có vận khí may mắn, vạn sự như ý, mệnh chủ có thể tranh thủ thời vận thuận lợi để triển khai những dự định đã nung nấu bấy lâu. Tuy nhận được phúc khí của sao Mộc Đức, nhưng mệnh chủ vẫn phải thật thận trọng, không chủ quan, chăm chỉ làm việc thì mới tạo ra kết quả. Đối với nữ mạng, năm 2025 nữ mạng Tân Dậu 1981 được sao Thủy Diệu chiếu mệnh. Thủy Diệu còn có tên gọi là Phúc Lộc Tinh, thuộc hành Thủy, hợp với mệnh mộc của tuổi Tân Dậu. Người gặp được sao Thủy Diệu che chở nên tranh thủ thời vận, chăm chỉ làm việc để nắm bắt được những cơ hội thăng tiến công danh, ký kết được mối làm ăn tốt, những người đi làm ăn xa cũng có thể tích lũy được nhiều tiền bạc, gặt hái thành công rực rỡ. Nữ mệnh gặp sao Thủy Diệu thì nên cẩn thận lời ăn, tiếng nói để tránh thị phi. Nếu gặp chuyện mâu thuẫn với người khác thì nên thể hiện thái độ dĩ hòa vi quý để gìn giữ mối quan hệ tốt đẹp, giữ năng lượng tích cực của bản thân. 2. Vận hạn. Vận hạn của nam mạng tuổi Tân Dậu năm 2025 là hạn Huỳnh Tuyền. Khi gặp phải vận hạn này, mệnh chủ nên đặc biệt lưu tâm đến vấn đề sức khỏe và tinh thần. Để cơ thể khỏe mạnh, tinh thần luôn minh mẫn, mệnh chủ nên nghỉ ngơi điều độ, tránh thức khuya làm việc. Việc hạn chế các chất gây hại như rượu, bia, thuốc lá rất có lợi cho sức khỏe của nam Tân Dậu. Vận động rèn luyện thể thao, tham gia những bộ môn tập luyện phù hợp thì không chỉ tốt cho cơ thể mà đời sống tinh thần cũng được cải thiện. Với nữ mạng, vận hạn của nữ mạng tuổi Tân Dậu trong năm 2025 là hạn Toán Tận. Tuổi nào chịu ảnh hưởng của vận hạn này thì nên đề phòng hao tài tốn của. Nếu mệnh chủ đưa ra những quyết định tài chính thông minh, thận trọng thì sẽ tránh được những rắc rối do hạn Toán Tận gây ra. Trong công việc nên lựa chọn đối tác làm ăn đáng tin cậy, không nên vội vã đầu tư khi chưa tìm hiểu thị trường. Trong cuộc sống hàng ngày nên hạn chế việc tùy tiện cho người khác vay tiền.
3. Vận niên. Vận niên của nam nữ mạng tuổi Tân Dậu năm 2025 là xà hãm tỉnh, tức là rắn bị rơi xuống giếng. Vận niên này nhắc nhở mệnh chủ không nên hành động khinh suất thì mới tránh được thất bại. Làm gì mà có sự chuẩn bị kỹ lưỡng thì công việc sẽ được suôn sẻ, thuận lợi. Trong gia đạo, mệnh chủ nên dĩ hòa vi quý, lắng nghe, chia sẻ với người thân nhiều hơn, có khúc mắc thì không giữ trong lòng, mà nên tâm sự giải bày để thấu hiểu mọi người trong nhà, gia đạo hòa hợp thì mới có thể đón nhiều phúc khí. Tổng quan tử vi tuổi Tân Dậu 1981 năm 2025 âm lịch. Theo tử vi 12 con giáp nhận định, đầu năm Ất Tỵ 2025 không phải là thời điểm thật sự thuận lợi đối với con giáp tuổi Tân Dậu. Nhiều khó khăn, thách thức xảy đến khiến bạn buộc phải vất vả đối đầu. Song như vậy không có nghĩa là bạn không có cơ hội để vượt lên. Hãy luôn nhắc nhở mình cố gắng phấn đấu, rồi bạn sẽ gặt hái được thành quả tương xứng. Trên phương diện sự nghiệp cũng như tài lộc, do ảnh hưởng lớn lao của cục diện tương xung, bản mệnh sẽ phải bôn ba, bận rộn ngay cả những lúc mọi người xung quanh đang nghỉ ngơi, hưởng thụ. Thời điểm này, bạn nên nhắc nhở bản thân cố gắng dựa trên sức của chính mình, chứ không nên trông cậy vào người khác, bởi bạn bè người thân cũng sẽ không đem lại sự trợ giúp đáng kể. Bạn vốn là người tài hoa và bản lĩnh, vì vậy đừng vội nghĩ đến việc đầu hàng nghịch cảnh. May mắn là vận trình của bạn cũng có xuất hiện rất nhiều cát tinh như trường sinh, nguyệt mã, giải thần. Những cát tinh này giúp bạn có đầu óc nhanh nhạy, minh mẫn trong việc phát hiện thời cơ và tìm hướng đi mới. Việc bạn cần làm là tin tưởng vào hướng đi của mình. Chuyện tình cảm thì lại là một nốt trầm buồn, bởi do chịu tác động xấu của tương xung, dù là đầu năm nhưng vợ chồng bạn thường xuyên cãi cọ, mâu thuẫn, thậm chí có dấu hiệu đồng sàng dị mộng. Bạn cần nhắc nhở bản thân quan tâm hơn đến nửa kia, dù cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt, cũng chớ nên nghĩ tới việc tìm nguồn an ủi ở bên ngoài. Người độc thân quá bận rộn với công việc của mình, nên ít có thời gian nghĩ đến chuyện tình cảm, lúc này bạn lấy sự nghiệp làm trọng. Xét phương diện sự nghiệp tuổi Tân Dậu 1981 năm 2025 âm lịch. Người tuổi Tân Dậu nên tự nhắc nhở bản thân mình cố gắng vượt lên khỏi những khó khăn, khúc mắc có thể xảy đến bất cứ lúc nào trong thời điểm năm mới 2025 này. Cục diện tương xung đem tới nhiều tác hại xấu mà bạn không thể lường trước được. Thời điểm này mọi người xung quanh dường như đều quá bận rộn với công việc của riêng mình, nên không thể phân tâm giúp đỡ bạn. Vì thế bạn chỉ còn cách tự lực cánh sinh, hoàn thành cho tốt nhiệm vụ, đừng nghĩ đến việc than vãn hoặc dựa dẫm vào người khác, bởi như vậy thì công việc khó có thể tiến triển được, mà bạn sẽ chỉ càng dễ cảm thấy chán nản, muốn bỏ cuộc mà thôi. Cũng may là khó khăn xuất hiện ở thời điểm này, chủ yếu là do tác động khách quan của thời cuộc, chứ không có sự xuất hiện của kẻ tiểu nhân ngấm ngầm hãm hại. Dù có phải vất vả, đầu tắt mặt tối làm việc, nhưng bạn không lo người khác gây rối, vì thế cuối cùng bạn cũng sẽ nhận được kết quả tương ứng với công sức đã bỏ ra. Lại thêm sự giúp đỡ của nguyệt lệnh trường sinh, bạn vốn là một người thông minh và tài hoa. Hãy phát huy khả năng của mình đúng lúc, bạn hoàn toàn có khả năng gây ấn tượng với cấp trên và chạm tay vào cơ hội thăng tiến. Nguyệt mã và giải thần cát tinh cùng khuyên bạn nên chủ động và xông xáo hơn trong công việc. Hãy coi mỗi khó khăn mình gặp phải chính là cơ hội để mình khẳng định bản thân, tìm chỗ đứng vững chắc cho tương lai. Đồng thời, tử vi 2025 tuổi Tân Dậu âm lịch khuyên bạn hãy chú ý xây dựng các mối quan hệ với bạn bè, đồng nghiệp, lãnh đạo hòa hợp để tránh khỏi những mâu thuẫn không nên có. Xét phương diện tài lộc tuổi Tân Dậu 1981 năm 2025 âm lịch. Con đường tài lộc của người tuổi Tân Dậu không thực sự sáng sủa trong thời điểm đầu năm mới do phải chịu ảnh hưởng xấu của tương xung và đại hao. Bên cạnh việc cẩn trọng đầu tư, bạn còn cần phải chú ý hơn đến việc chi tiêu để không rơi vào cảnh cháy túi. Người làm công ăn lương khó có thể nhận được các khoản thưởng nóng hoặc chạm tay vào cơ hội tăng lương vì công việc chưa có những tiến triển đáng kể. Bạn tốn nhiều thời gian và công sức để giải quyết các rắc rối cứ liên tục xuất hiện. Hãy tiếp tục trong khoảng thời sau đó, bạn sẽ dần dần đạt được những gì xứng đáng. Người làm đầu tư, kinh doanh cần phải thật sự cẩn trọng trong việc đưa ra những quyết định đầu tư, kinh doanh trước khi quyết tâm làm việc gì. Bạn cần phải phân tích rõ thiệt và hơn trong công việc, xác định rõ thực tế trước mắt và thực lực của bản thân. Thời điểm này, bạn không nên chạy theo người này, người khác mà cần làm những việc phù hợp với sức của mình để tránh thua lỗ. Đại hao cho thấy bạn còn dễ tốn tiền vì nhiều nguyên nhân khác nhau, khiến túi tiền đã không rủng rỉnh lại càng trở nên eo hẹp. Con giáp này cần chi tiêu những món đồ vừa với túi tiền của mình, tránh chạy theo xu thế của người khác mà không quan tâm đến mức lương của bản thân.
trong công việc cũng như trong đầu tư, bạn cần nhắc nhở mình làm việc thật cẩn thận để tránh để xảy ra lỗi sai, phải dùng tiền của bản thân để sửa chữa và bù lỗ. May mắn mà trường sinh, nguyệt mã và giải thần là các cát tinh vẫn sẽ xuất hiện để giúp đỡ cho bản mệnh, khiến vận trình của bạn tươi sáng hơn. Con giáp này hãy chăm chỉ làm việc, đừng ngại di chuyển hoặc nhận những nhiệm vụ khó, bởi bạn càng tháo vát, nhạy bén, nhiệt tình bao nhiêu thì càng tạo được thêm những ấn tượng tốt với người khác, khiến lãnh đạo đánh giá cao. Có thể cố gắng của bạn vào thời điểm này chưa đem lại nguồn tiền đáng kể, nhưng góp phần tạo vị thế cho bạn trong tương lai. Xét phương diện tình duyên tuổi Tân Dậu sinh 1981, năm 2025 âm lịch. Năm 2025, mệnh chủ nên cân bằng giữa công việc và gia đình, dù có bận rộn đến mấy, cũng nên dành thời gian chăm sóc những người thân yêu. Chuyến du lịch ngắn ngày sẽ là dịp hoàn hảo để các thành viên trong gia đình cùng nhau tạo thêm nhiều kỷ niệm đẹp. Những điều giản dị, ấm áp như bữa cơm thịnh soạn ngày cuối tuần sẽ giúp tình thân càng thêm gắn bó. Để giữ gìn hòa khí trong nhà, nam Tân Dậu nên có thái độ nhường nhịn, ôn nhu với vợ con. Khi xảy ra mâu thuẫn thì không nên to tiếng cãi vã, hãy bình tĩnh giải bày tâm sự để hóa giải khúc mắc. Còn với nữ mạng, thay vì quá mức tập trung vào công việc, hãy đặt gia đình lên vị trí ưu tiên để giữ lửa hạnh phúc cho mái ấm gia đình. Những chuyến đi du lịch hoặc đơn giản là bữa cơm ấm áp vào ngày cuối tuần sẽ giúp tình cảm của các thành viên trong nhà thêm gắn kết, hòa hợp. Khi có chuyện mâu thuẫn, nữ Tân Dậu chỉ cần bình tĩnh nói chuyện để thêm thấu hiểu, yêu thương nhau hơn. Xét phương diện sức khỏe tuổi Tân Dậu 1981 năm 2025 âm lịch. Năm 2025, mệnh chủ nên chú trọng chăm sóc sức khỏe của bản thân để phòng ngừa bệnh tật. Việc khám sức khỏe định kỳ sẽ giúp theo dõi tình hình sức khỏe, phát hiện bệnh và chữa trị kịp thời, duy trì chế độ sinh hoạt lành mạnh và tập luyện thể thao hàng ngày là cực kỳ cần thiết đối với đàn ông tuổi trung niên như nam Tân Dậu. Ngoài ra, mệnh chủ không nên làm việc quá sức để tránh bị suy nhược cơ thể, tinh thần trì trệ. Quý vị thân mến, để năm 2025 âm lịch hanh thông thuận lợi, thì ngay sau đây Minh Đường Tử Vi sẽ chia sẻ cách kích hoạt cát tính của sao tốt và cách giải hạn trong năm để anh chị có một năm mới bình an may mắn. Đối với nam mạng Tân Dậu, cách tăng cát khí của sao Mộc Đức theo phong thủy năm 2025. Sao Mộc Đức thuộc hành Mộc nên dùng màu xanh lá thuộc hành Mộc để tăng cường cát khí của sao tốt chủ về tình duyên, hôn nhân, hạnh phúc. Bản mệnh có thể đeo trang sức đá phong thủy màu xanh lá như ngọc phỉ thúy hoặc cũng có thể dùng màu đen thuộc hành thủy. Mục đích là để thủy sinh mộc càng thêm tốt, cũng có thể đeo đá quý màu xanh dương hoặc màu đen như thạch anh đen, thạch anh tóc tiên đen, lam bảo, ngọc lam. Cách giải hạn huỳnh tuyền năm 2025. Về sức khỏe, nên dành nhiều thời gian nghỉ ngơi, chăm sóc sức khỏe bản thân. Đồng thời, cần lập chế độ ăn uống và rèn luyện thể thao hợp lý. Tránh sử dụng quá nhiều các chất kích thích từ rượu, bia, thuốc lá, kẻo gây họa bất ngờ. Công việc làm ăn, hạn chế làm ăn xa nhà, nhất là những việc liên quan đến sông nước. Tránh đi lại bằng phương tiện đường thủy, không may tai nạn bất ngờ xảy ra làm nguy hại đến tính mạng, tốt nhất không tham gia du lịch biển, đánh bắt cá xa bờ. Đề phòng tai bay vạ gió, trong năm đương số không nên đứng ra bảo lãnh, bảo chứng cho bất cứ ai, kể cả người quen biết. Không may tai bay vạ gió, nhẹ thì mất mát tiền của, nặng thì tiền mất tật mang. Đối với nữ mạng Tân Dậu, hóa giải sao thủy diệu theo phong thủy năm 2025. Đồ phong thủy, thủy diệu là sao tốt, nhưng bất lợi cho nữ, ngũ hành là thủy. Khi gặp sao này vào ngày 21, phụ nữ dùng mộc tiết như đeo trang sức màu xanh là phỉ thúy, ngọc lục bảo, thạch anh linh, khổng tước. Dùng màu sắc phong thủy, đương số nên mặc đồ màu trắng thuộc hành kim hoặc màu đen, màu xanh nước biển thuộc hành thủy để vượng cát khí. Dùng đá phong thủy, những loại đá quý như thạch anh đen, thạch anh tóc đen, sapphire, thạch anh trắng, mã não trắng, phỉ thúy, ngọc lục bảo. Cũng rất thích hợp dùng trong năm có sao thủy diệu chiếu, bạn nên mang theo mình hoặc chế làm vật phẩm phong thủy trưng bày trong nhà. Chú ý lời ăn tiếng nói, mệnh chủ trong năm nên tránh bàn tán chuyện không phải của mình, giữ gìn lời ăn tiếng nói. Ngoài ra, phải luôn giữ thái độ khiêm tốn, cầu thị, biết mình biết ta để không vướng phải rắc rối không đáng. Giải hạn toán tận năm 2025. Toán tận là hạn chủ về tiêu hao tiền bạc, tài sản mà không dự tính trước được. Để bảo vệ tài sản, tiền của vốn có, đương số cần thực hiện những việc sau đây. Khi đi ra ngoài, mỗi khi đi ra ngoài, tốt nhất không nên mang theo quá nhiều trang sức, tiền bạc trong người.
chỉ cần mang vừa đủ chi tiêu tránh tình trạng cướp giật xảy ra để đảm bảo không gặp tai bay vạ gió, tai nạn bất ngờ xảy ra. Bạn không ra khỏi nhà khi không cần thiết, tránh ra ngoài khi thời tiết nắng mưa bất thường không may bị cảm mạo. Trong làm ăn kinh doanh, tránh hùn hạp, góp vốn với ai, ngược lại, nên tự mình quyết định tiền của bỏ ra, đừng để người hợp tác làm ăn chung cản trở làm mất hết tiền đầu tư ban đầu. Vấn đề đi lại, để tránh các tai nạn bất thình lình xảy ra, gia chủ gặp hạn không nên sử dụng các chất kích thích như rượu, bia, thuốc lá, tránh lưu thông bằng đường thủy. Nếu lao động trong môi trường nguy hiểm thì hết sức cẩn thận. Về lối sống, nên sống hướng thiện, tu tâm dưỡng tính, trau dồi đạo đức nhân phẩm, thường xuyên thắp hương cửa Phật nhằm cầu bình an và may mắn. Quý vị thân mến, đầu năm xem tuổi xông nhà là truyền thống của người Việt để cầu những điều tốt lành, an vui và may mắn cho năm mới. Theo đó, người đến xông nhà là những người hợp tuổi, có phúc khí, sống lương thiện thì sẽ đem đến cho gia chủ tài lộc thịnh vượng. Xem tuổi xông nhà, xông đất năm Ất Tỵ 2025 cho người tuổi Tân Dậu. Theo kinh nghiệm dân gian, khi chọn người xông đất nên chọn người có thiên can, địa chi, ngũ hành tương sinh với gia chủ, đồng thời thiên can, địa chi, ngũ hành của năm 2025 cũng cần tương sinh với người đó. Các tuổi sau đây phù hợp với gia chủ để xông đất vào đầu năm mới. Các tuổi xông đất tốt với người tuổi Tân Dậu trong năm Ất Tỵ 2025 là Mậu Tuất 2018, tốt, Kỷ Sửu 2009, tốt, Mậu Thìn 1988, tốt, Kỷ Mùi 1979, tốt, Mậu Tuất 1958, tốt, Kỷ Sửu 1949, tốt, Mậu Thìn 1928, tốt, Quý Mùi 2003, tốt, Quý Sửu 1973, tốt, Quý Mùi 1943, tốt. Các tuổi xông đất xấu với người tuổi Tân Dậu trong năm Ất Tỵ 2025 là Giáp Ngọ 1954, không tốt, Nhâm Dần 1962, không tốt, Tân Hợi 1971, không tốt, Giáp Tý 1984, không tốt, Giáp Ngọ 2014, không tốt, Nhâm Thân 1932, không tốt, Giáp Dần 1974, không tốt, Nhâm Thân 1992, không tốt, Bính Tý 1936, không tốt, Bính Tý 1996, không tốt. 2. Xuất hành đầu năm 2025. Mùng 1 Tết Ất Tỵ, xuất hành hướng Đông Nam để đón Hỷ Thần, hướng Chính Bắc để đón Tài Thần. Khởi hành vào các khung giờ Hoàng Đạo, giờ Dần 3 đến 5 giờ, giờ Thìn 7 đến 9 giờ, giờ Tỵ 9 đến 11 giờ, giờ Thân 15 giờ đến 17 giờ, giờ Dậu 17 đến 19 giờ, giờ Hợi 21 giờ đến 23 giờ. Vâng, thưa quý vị, con người sống trên đời có thể dùng câu ngọc đẹp còn có vết, con đường tới hạnh phúc phải đi qua nhiều chông gai để hình dung, điều đó có nghĩa. Trong cuộc sống chúng ta sẽ gặp được nhiều chuyện tốt, nhưng cũng phải trải qua không ít phen long đong lận đận, một cuộc sống luôn thuận buồm xuôi gió, có lẽ chỉ có trong giấc mơ mà thôi. Khi còn trẻ có lẽ chúng ta luôn sẵn sàng đương đầu với khó khăn, thử thách, gặp chuyện khó quyết không lùi bước, thế nhưng khi đã qua tuổi trung niên, mỗi chúng ta nên học cách đối xử tốt với chính mình, cho bản thân cơ hội hạnh phúc, không cần vì những người hoặc chuyện không đáng mà đau lòng nữa, bởi lẽ chuyện đó chẳng có chút ý nghĩa nào cả. Bên cạnh đó, người đến tuổi trung niên cũng cần dứt khoát vứt bỏ 4 điều để những năm tháng về sau sẽ luôn ngập tràn niềm hạnh phúc. 1. Sự phàn nàn oán trách. Rất nhiều lúc chúng ta ngồi tự ngẫm xem nên oán trách điều gì, oán trách công việc không thuận lợi, vợ không đủ tốt hay cuộc sống quá khắc nghiệt. Thế nhưng từ trước tới nay, chẳng có mấy ai đi tìm nguyên nhân từ chính bản thân mình, xem mình đã đủ tốt hay chưa, làm việc đã nỗ lực hết sức hay chưa. Phàn nàn oán trách thực sự không phải là cách để bạn giải quyết mọi việc, trái lại nó chỉ cho thấy rằng bạn đang tràn đầy thất vọng với cuộc sống và với cả chính bản thân mình mà thôi. Đã qua 40 tuổi, bạn nên tự hỏi lại chính mình xem những lời than vãn ấy liệu có ý nghĩa gì hay không. Thế giới này rất khách quan, đối với mỗi người cũng rất công bằng. Khi bạn ngồi phàn nàn về mọi thứ, cũng là lúc bạn chống đối với cả thế giới, không chỉ không giải quyết được vấn đề gì mà còn khiến bản thân chịu thêm sự dày vò và mệt mỏi. Bởi vậy, khi đã qua tuổi trung niên, buông xuống sự phàn nàn, oán trách là con đường duy nhất để thoát khỏi phiền não. 2. Sự bi quan. Con người sống trên đời không thể tránh được những lần rơi vào khốn cảnh, gặp chuyện không vừa ý, nhưng chuyện gì rồi cũng sẽ có cách giải quyết. Vậy nhưng, tại sao không ít người trong chúng ta lại chọn cách từ bỏ giữa chừng, hoặc cuối cùng lại bị thất bại, chung quy cũng là bởi hai chữ bi quan. Tuy nhiên,
Một khi đã bước qua tuổi trung niên, bạn cần hiểu rõ, bi quan chỉ khiến cuộc đời bạn trở nên ảm đạm và sầu khổ. Vì thế, thay vì nhìn đời với con mắt bi thảm, hãy học cách mỉm cười đối diện với cuộc sống, dù có phải đối mặt với phong ba bão táp, bởi đó chính là quy luật sống còn của đời người. 3. Sự mềm lòng. Thiếu sót lớn nhất của một người chính là tâm quá mềm yếu. Nhiều người cho rằng đây là biểu hiện của một tấm lòng lương thiện, nhưng khi đã gần qua nửa đời người rồi, thì bạn cần phải hiểu được rằng, sự lương thiện ấy có khả năng sẽ phá hỏng nửa đời sau của bạn, bởi lẽ, người tốt thì sẽ dễ bị người khác lừa gạt và lợi dụng. Do đó, con người sống trên đời phải mạnh mẽ lên, đừng để sự yếu đuối kiểm soát bản thân, buộc mình làm những điều không mong muốn. Nếu phải đối mặt với yêu cầu vô lý từ người khác, thì đừng do dự để rồi đưa ra những quyết định sai lầm, mà hãy dứt khoát từ chối, vì đôi khi một câu đáp ứng chấp nhận yêu cầu cũng có thể đem đến cho bản thân bạn nhiều phiền toái, đến lúc bạn chợt nhận ra mình làm không nổi, muốn từ chối hay chạy trốn thì đã quá muộn rồi. 4. Người và việc không có giá trị. Con người khi đến một độ tuổi nhất định thì nên cẩn thận ngẫm lại một chút, cuộc đời này rốt cục có được bao nhiêu người bạn thực sự đáng để mình tin tưởng, phó thác, và có được bao nhiêu đoạn tình cảm khắc cốt ghi tâm, bởi đây chính là những của cải quý báu nhất của cả một đời người. Đã qua 40 tuổi, mỗi chúng ta nên học cách bỏ đi một số việc và người không quan trọng, vì những người, những việc ấy đối với bạn đã không còn có ý nghĩa gì nữa rồi, cứ thử ngẫm mà xem. Điều gì khiến tâm bạn đầy phiền muộn, sầu lo, chẳng phải những việc và người không có giá trị đó hay sao? Bạn không chịu buông bỏ thì chỉ tự thêm gánh nặng vào mình, nhưng nếu buông xuống được thì cuộc đời sẽ hạnh phúc mỹ mãn, cuộc sống có được thì cũng có mất. Muốn có được những thứ tốt đẹp hơn thì phải biết buông bỏ những gì không đáng. Muốn sống một đời vui vẻ thì nhất định phải học được cách đặt xuống những người và việc không cần thiết. Con người đã tới tuổi 40 rồi thì nên đem những trở ngại và gánh nặng toàn bộ đều vứt bỏ để có thể nhẹ nhàng sống và tận hưởng một tuổi già bình yên. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là toàn bộ nội dung chương trình của Minh Đường Tử Vi. Minh Đường Tử Vi hy vọng quý vị có thể chiêm nghiệm được những điều bổ ích nhất để vận trình hanh thông, tiền đồ rộng mở và luôn hạnh phúc bình an và giàu có. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.